Như quỳnh kinh lễ của tu nữ thăm má cha rí, cô tu nữ phúc hạnh, cô tu nữ tệ duyên, cô tu nữ Viriyatana, cô tu nữ cánh an. Dạ, xa thủ hôm nay quý cô nhau rất là đông hoan hỷ quá. Dạ, em quỳnh kính chào Quỳnh Bách Thanh Á, kính mến chào Xích Rạng Đông, kính chào Sanh Diệt, mến chào Xích Trần Đạo, mến chào Xích Gơ Vết. Dạ, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, kính chào Nguyễn Mộng, mến chào Thi Lâm, kính chào IQ em đó, mến chào Trang Thư, kính chào Hộ Trì Pháp, mến chào Xích Kim Nhung, kính chào Vina Vũ, kính chào Cách Chấp Tí, kính chào người phương Nam. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức nhục mình, kính chào đạo tràng. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhục mình kính cảm ơn huynh Bát Thanh Á. Và nhục mình xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn huynh Bát Thanh Á đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Và Việt Quỳnh kính mời cô tu nữ Tệ Duyên hoan hỷ thỉnh Pháp Sư trước khi ngày. Dạ biết rồi, dạ chống dịch không biết, mong nha cho cô vào chữa bệnh sớm một chút, khi mà vừa xong là được xã để đi về. Dạ và bây giờ Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời cô tu nữ Tệ Duyên hoan hỷ cung thỉnh Pháp Sư trong khi chờ đợi ngày vào. Dạ, mời cô ạ. Dạ, sa thú lành thai, cảm ơn Nhật Quỳnh. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Và bây giờ là giờ cung thỉnh Pháp Sư. Kính mời đạo tràng cùng trợ viên cung thỉnh Pháp Sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn ngàn như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mộc đắng nhờ ánh sáng, trái hoa lành rải tàn mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên vẫn ngắm ngồi khấn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì ơi, quyết lòng mở đạo giải đời, nhắm vườn lộc gia ngài dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nên hướng vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng. Thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi,
chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu đặng trí trí vẹn toàn. Giờ Nam Mô Bụt Thầy á, tuy nhiên đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư vừa xong mà không biết ngài tổ sư có vào room chưa. Đạo tràng có thấy ngài vào room chưa ạ? Chưa hả Nhật Quỳnh? Giờ bây giờ phải làm sao? Bây giờ chờ ngài, chưa thấy ngài vào. Và bây giờ tự nhiên xin gửi mic lại Nhật Quỳnh. Chứ bây giờ phải biết làm sao hả Nhật Quỳnh? Hay là... dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, bây giờ tại vì tự nhiên nhắm mắt cho nên là không biết ngài có vào hay không. Nếu mà phải hồi nãy tự nhiên chưa thấy ngài vào thì tự nhiên kệ cái bài Bali cho nó lâu lâu một chút. Thôi bây giờ đạo tràng hoan hỷ, tự nhiên xin gửi mic lại cho Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ Tài Duyên rất là nhiều. Dạ, cảm ơn cô cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, bữa nay đường nét của cô rất là tốt. Dạ, cảm ơn cô, rất là nhanh. Nhưng mà Nhật Quỳnh cũng không biết sao, lúc nãy Nhật Quỳnh thỉnh ngài vào hai lần, ngài không bắt máy, tới lúc Quỳnh Bá Thanh Ná mời thì ngài gọi lại. Và ngài cũng đã nói là ngày hôm nay, ngài phải giảng tới hai nơi. Dạ, Nhật Quỳnh nghe Nhật Quỳnh cũng hoảng hồn luôn. Dạ, Nhật Quỳnh hỏi, dạ, vì Bạch Sư có thể vào đạo tràng cho chúng con học được không? Thì ngài nói, được, ngài sẽ, sư sẽ cố gắng, ngài cố gắng. Thành ra Nhật Quỳnh nghe mừng quá, thì để cho ngài nghĩ, dạ, con thành kính đảnh lễ ngài Tây Siêu, vừa quan lâm vào đạo tràng, dạ, chúng con đang nói xấu ngài, Bạch ngài. Dạ, dạ, con xin thành tâm, chúng con thành tâm đảnh lễ cung thỉnh, con thành tâm đảnh lễ ngài Tỳ Siêu vừa quan năm giao đạo tràng. Và nếu ngài có được ổn định đường nét, ngài cho con xin một tín hiệu, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài. Dạ, từ bi hoan hỷ cho chúng con học tiếp tục cái đề ngày hôm nay về năm quẩn, và con có sai thì ngài chỉ dạy cho chúng con sửa lại. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học thanh tịnh đạo được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Xin lỗi quý vị, chúng tôi vào đây chút. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Vị Thịnh Văn Ni Thịnh Phật. Nguyện quay đức của Đức Phật, của Giáo Pháp, của Chư Tăng và quý Đức Tam Bảo xin gia hộ đến toàn thể Chư Thượng Đức và quý tu nữ, quý Phật tử được mọi sự an lành, thiểu bệnh, khinh an. Kính bạch Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Tuần trước chúng ta đã học xong về cái sự phân loại của tuệ, hôm nay chúng ta học cái phần nền tảng cho sanh tuệ.
Ở đây trong thanh tịnh đạo nghề của Thích Quý Sáng, Ngài có nêu ra những pháp làm nền tảng cho sanh tuệ mà vị hành giả tu tập tuệ quán cần phải hiểu thấu, cần phải biết rõ. Để quán thấy cái sự vô thường, khổ não vô ngã, và nói cách khác là để triển khai năm tịnh thuộc về tuệ, tức là kiến tịnh. Đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh và tri kiến thanh tịnh. Để tiến đến đạo quả, bây giờ trước hết trong phần tuệ chúng ta phải là một vị hành giả tu tập, là chúng ta phải thông suốt các pháp như là năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, 22 quyền, 4 đế và 12 y tương sinh. Trước khi tu tiến tuệ, thì như vậy cái sự thông hiểu năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, 22 quyền, 4 đế, 12 y tương sinh là nền tảng cho việc tu tiến tuệ. Mà học ở phần này thì chúng ta thấy rằng ở trong thắng pháp Abhidhamma, dạy rõ về những cái pháp tu tiến tuệ này qua năm uẩn, 12 xứ v.v. Chính vì thế khi mà chúng ta học về thắng pháp Abhidhamma, nó sẽ có lợi ích cho chúng ta khi mà chúng ta bắt đầu bước sang hành minh sát tuệ. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về năm uẩn. Ở đây Ngài Bố Thật Phú Sáng, Ngài dành ra một chương để giải về năm uẩn Panchakantha-di-di-so. Thì nói đến năm uẩn, ai cũng biết năm uẩn là sắc uẩn, Rupakantha, tạo uẩn, Vedanakantha, tưởng uẩn, Sanyakantha, hành uẩn, Sankharakantha và thức uẩn, Vijnanakantha. Trước tiên chúng ta học về sắc uẩn. Sắc uẩn được
Ngài Bố Thí Cô Xá định nghĩa sắc uẩn là một tổng hợp của các thành phần vật chất, cũng gọi là sắc pháp. Sắc pháp là những gì có tính chất hư hoại do nóng lạnh vân vân. Ở đây có câu Pali này giải nè: Sita dihi rupana lakhanam thamacchatam. Ở đây chúng ta mới định nghĩa về sơ khởi, còn định nghĩa chi tiết thì chúng ta sau khi phân loại xong chúng ta sẽ định nghĩa chi tiết. Học về sắc uẩn học sắc thọ tưởng hành thức mà chúng ta học rành rẽ thì đó cũng là một giáo trình thắm pháp Akhetamma. Ở trong room lớp Phật pháp thì tôi đã đẳng cho chúng ta học bắt đầu từ năm tâm ngũ quan, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Ý giới và ý thức giới. Nhưng mà ở trong thanh tịnh đạo thì chúng ta quen thuộc về ngũ uẩn, cho nên chúng ta sẽ đi vào cái ngõ đó để chúng ta vào thắng pháp ở phía tầm mắt hay vị pháp. Điều đó cũng hay chứ quý vị. Cho nên ở đây trong cái lớp khu kinh các Phật tử chúng ta phải chú ý vì khi mà chúng ta học hiểu này rồi thì trở lại cái room lớp Phật pháp Bodhidharma chúng ta sẽ dễ dàng lãnh hội. Sắc uẩn nó gồm có 28 thứ sắc pháp. Chia ra làm hai loại. Một là sắc đầy hiểu ma phù tá rupa. Có 4 thứ. Hai là sắc ý sinh và đà gia rupa gồm có 24 thứ. Thì 4 thứ sắc đại hiển là địa giới, atthavi thatu, tức là nguyên tố đất. Đất nói trong sắc đại hiển đó, chúng ta phải hiểu theo cái nghĩa Paramattha, chân đế,
nghĩa chân đế, chứ không phải đất theo hiểu nghĩa thường, đất bùn, đất sét hay là đất cát. Chúng ta không thể hiểu đất đó được, nên chúng ta phải hiểu đất. Đất này có đặc tính thô cứng, nhiệm vụ của đất thực tính là nâng đỡ, nó có biểu hiện là đón nhận, thì đó là những cái ý nghĩa của nguyên tố đất. Quý vị nghe thì quý vị sẽ ngạc nhiên tại sao đất được định nghĩa như vậy. Thì ở đây thưa quý vị, cái nguyên tố đất đặc tính là nâng đỡ các cái phân tử nguyên tử vật chất một hạt bộ vi trần, mặc dù chúng ta không có sờ được, nhưng mà đó cũng là một cái, trong đó nó cũng có đầy đủ bốn nguyên tố: đất, nước, lửa, gió. Vì nó được tạo thành của cái hình thức, có hình thể, thì đó là do nhờ cái nguyên tố đất. Thứ hai, sắc đại hiện thứ hai gọi là thủy giới, Apothatu. Tức là nguyên tố nước. Và nguyên tố nước, nước ở đây cũng nói theo cái pháp thực tính chân đế, chứ không phải là nước mà chúng ta nói theo thường thức, là nước sông, nước biển, nước hồ, nước giếng, vân vân, không phải vậy. Mà nước ở đây chúng ta muốn hiểu, chúng ta phải hiểu về đặc tính của nước. Đặc tính của nước là thấm rịn. Nhiệm vụ của đất là tăng cường, biểu hiện tức là kết dính. Ngày sáng khi mà trình bày về cái pháp chân đế, thì ngài luôn trình bày ở những cái khía cạnh. Nhưng mà ở đây trong Thanh Tịnh Đạo đó, thì ngài chỉ trình bày trước nhất là về đặc tính Lakkhana, nhiệm vụ Rasam, và biểu hiện Pachupatthana, nhưng mà trong các cái pháp khác thì ngài có thêm cái phần gọi là Badathana. Badathana tức là nhân cần thiết, như gần để phát sanh lên pháp ấy. Thì chỗ này chúng ta cần phải hiểu, thí dụ như
nhân gần để phát sanh lên địa đại, tức là có lửa, có nước, có lửa, có gió. Ba đại hiển, nó là nhân gần cho một đại hiển. Chúng ta phải hiểu gì? Thứ ba là hỏa giới, tê chô tha tú. Hai là viên tú lửa. Ở đây cũng nói theo pháp thực tính chân đế, chứ không có nói theo thưởng thức lửa rơm hay lửa củi, lửa xăng. Hay là bất cứ lửa nào mà người ta đốt lên. Mà ở đây chỉ nói cái nguyên tố lửa lắc ná, đặc tính. Đặc tính của lửa là nóng. Nhiệm vụ của lửa, của nguyên tố lửa là nấu chín. Và biểu hiện của lửa là làm cho sắc được mềm mại. Tại sao nói là sắc được mềm mại là nhờ lửa? Cũng như một cái định lý mà chúng ta hiểu, khi mà người thợ rèn họ muốn làm cho cái thân sắc được mềm ra, được dẻo, để người ta đập dẹp, người ta làm cái lưỡi dao hay là cái lưỡi kiếm, cái lưỡi gương, thì người ta phải trôi ở trong lửa, lửa đỏ. Khi nào thân sắc đó nó đỏ lên tức là nó mềm, lúc bây giờ người ta mới đập, mới sửa được. Đó là hỏa giới. Phong giới là nguyên tố gió, và vô thật tú có đặc tính là giãn nở. Nhiệm vụ là làm cho chuyển động. Biểu hiện là biến dạng vật chất. Đó là nói theo cái pháp thực tính chân đế. Ở trong thân tịnh đạo, khi mà Ngài định nghĩa cái này đó, thì trong đó Ngài có nói dài, nói nhiều lắm. Nhưng mà chúng tôi chỉ giảng lược lại cái phần tinh yếu thôi. Còn theo Ngài định sự, Ngài giảng giải thì đất chân đế nó có cái trạng thái cứng hoặc mềm, nước là có trạng thái tan chảy là kết chính, lửa là có trạng thái nóng hay lạnh, gió nó có trạng thái làm cho giãn nở và chuyển động, thì nó cũng gần gần giống vậy. Ở đây chúng ta cũng phải hiểu mình sắc đại hiển là bốn nguyên tố vật chất
tạo ra tất cả vật chất, thậm chí là một cái vật chất cực vi như là hạt bụi hay là tế bào, vân vân, nó đều phải có đất nước lửa gió bốn nguyên tố. Cho nên theo A Tỳ Đàm, theo Thắng Pháp Âu Tâm Má, thì nói đến sắc quẩn là phải nói đến đất nước lửa gió. Ngoài cái đất nước lửa gió là bốn đại hiển ra, thì chúng ta có 24 sắc y sinh, gọi là sắc y sinh vì các cái sắc này nó được sanh ra do nương vào bốn đại hiển. Cũng giống như là tất cả đồ trang sức mà người thợ vàng họ chế tạo ra, họ làm ra những cái hình thức để đeo cổ, hoặc để đeo ngón tay, hoặc là đeo cổ tay. Nhưng mà tất cả những cái vòng, những cái xuyến, chiếc nhẫn hay là tiền, tất cả các thứ ấy nó đều dựa vào cái nguyên chất vàng. Thì bây giờ 24 sắc y sinh phân thành 10 nhóm. Cái này nói nhỏ nghe, nếu bị học online trong Zoom thì chỉ cái 10 sắc mười nhóm sắc y sinh rất là dễ nhận ra. Nhưng nói nhỏ cho nghe thôi, chứ quý vị đừng có yêu cầu chúng tôi dạy online trên Zoom. Chúng tôi không có thị xảo trong vấn đề máy móc, cho nên cái việc đó thao tác rất khó. Thì mười nhóm sắc y sinh, một là sắc tịnh. Chữ tịnh có nghĩa là trong ngần, trong suốt hay là tinh khiết. Sắc tịnh gọi là pa sa đa rupa. Mà ngài vào thời tiền sử ngài dịch là sắc thanh triệt hay là sắc thần kinh. Thì tịnh sắc ở đây đó, hay là năm sắc thần kinh, làm nó là cái chỗ nương sanh cho năm thức. Nhãn tinh chắc khúc ba sa đá, hay là nhãn thanh triệt, hay thần kinh nhãn, là tính chất tứ đại, tục gọi là đồng tử. Đồng tử của mắt á, con mắt nó có cái đồng tử nhỏ ở trong suốt ở giữa cái tròng đen. Cái nhiệm vụ là thu bắt cảnh sắc, và nó thành cái trương cho tâm nhãn thức.
nhĩ tỉnh. Cũng gọi là sắc thần kinh nhĩ, hay là nhĩ thanh triệt, sắc nhĩ thanh triệt, tức là tinh chất cứng đại ở trong cái lỗ tai. Đó chính là màng nhĩ mà Ngài Bố Thâu Phố Xá trong Thanh Tịnh Đạo Ngài ví dụ. Trở lại Ngài ví dụ về cái thần kinh nhãn, cái đồng tử nó nhỏ, nó nằm ở bên trong giống như là Ngài ví dụ giống như đầu con chí. Nhưng mà ở đây nếu chúng ta không biết thì nó ra sao, bởi đầu con chí thì nó không có tròn, cái này nó tròn cũng giống như là cái hạt cải vậy đó. Còn nhĩ tịnh á, mình chỉ cho màng nhĩ ở trong lỗ tai, cái màng nhĩ này nó trong trong gần, nó chắn ngang cái ống tai ở phía trong cùng, và âm thanh lọt vào đó. Nó hấp thu âm thanh, tiếng động. Nó có cái nhiệm vụ là thu bắt cảnh thinh, thành chỗ nương cho nhị thức. Tỷ tinh Khanapassada, hay gọi là tỷ thanh triệt, hoặc là sắc thần kinh tỷ, cũng là tinh tinh chất tứ đại, nhưng mà nằm ở trong lỗ mũi, tôi gọi là xoang mũi. Tỷ tinh nó có nhiệm vụ là thu vật cảnh cảnh khí, nó thành chỗ nương cho tỷ thức. Thì ở trong Thanh Tịnh Đạo cũng có thí dụ cái thần tinh tỷ, cái son mũi nó cũng giống như cái, có cái hình dáng chúng ta sờ cái mũi ở phía trong bụng, nó có hình dáng là móng chân của con dê. Ở trong đó đưa thí dụ như thế nào thì chúng ta nói như vậy, nhưng mà quý vị cần phải hiểu theo cái cách suy nghĩ của mình. Sắc thần kinh tỷ có nhiệm vụ là thu bắt cảnh khí, thành chỗ nương cho tỷ thức. Thiệt tinh chiếu hà bát sa đó là tinh chất tứ đại ở trên cái mặt lưỡi, mà chúng ta gọi đó là cái gai lưỡi. Những cái gai này nó xếp hàng với nhau dày đặc ở trên cái lưỡi. Cái lưỡi nó không giống như là cái thịt da bình thường, mà cái lưỡi là thần kinh thiệt, là những cái gai nhỏ
nằm ở trên cái lưỡi. Nhiệm vụ của thần kinh thiệt là bắt kinh vị và thành chỗ nương cho thiệt thức. Thật tinh chứ vừa hà bà xà đá là tâm chất tứ đại ở khắp thân thể da thịt. Ở trong thân chúng ta chỗ nào cũng nhạy cảm, hễ cái gì đụng vào thì nó biết ngay. Nhiệm vụ là thu vật cảnh xúc và thành chỗ nương cho thần kinh. Như vậy thì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, năm sắc này gọi là ba sa đa rupa, là sắc thân thiệt. Năm sắc này cũng được kể như là sắc nội xứ, những cái cơ quan bất cảnh. Bây giờ chúng ta nói đến cái nhóm sắc pháp thứ hai. Nhóm sắc pháp thứ hai đó là sắc cảnh giới gochara arupa, tức là đối tượng của các giác quan, là cảnh của ngũ sụng thức. Ngũ sụng thức tức là cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức. Đối tượng của các giác quan là thị giác, đối tượng của thị giác là cảnh sắc, đối tượng của thính giác là cảnh thinh, đối tượng của khứu giác là cảnh khí, đối tượng của vị giác là cảnh vị, đối tượng của xúc giác là cảnh xúc. Năm sắc cảnh giới này được gọi là cảnh của ngũ sụng thức, là bởi vì nhãn thức biết cảnh sắc, nhĩ thức biết cảnh thinh, tỷ thức biết cảnh khí, thiệt thức biết cảnh vị, và thân xúc biết cảnh xúc, thân thức biết cảnh xúc. Thì sắc cảnh giới thầy vì nó là đối tượng của năm giác quan, cho nên chúng ta phải hiểu được có năm thứ sắc, sắc cảnh, cảnh giới. Đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Nói theo năm. Nếu mà nói theo Atidam thì ở đây cảnh xúc này chính là đất, lửa, gió.
Như vậy cảnh sắc là đối tượng của mắt, là sở tri của nhãn thức. Đó là những gì mà mắt thấy được. Còn cảnh thân, Saddharamana, là đối tượng của lỗ tai, là sở tri của nhĩ thức. Đó là âm thanh mà tai nghe được. Thứ ba là cảnh khí, Gandharamana, là đối tượng của mũi, là sở tri của ý thức. Đó là các mùi bằng mũi ngửi được. Thứ tư là cảnh vị, Rasaramana, là đối tượng của lưỡi, là sở tri của thiệt thức. Đó là các chất vị mà lưỡi nếm được. Còn về cảnh xúc đó, là được kể như là nguyên tố đất, nguyên tố lửa, nguyên tố gió, nó nằm ở trong bốn nguyên tố. Cho nên ở trong bản nêu của Ngài Hòa Thượng Trên Sự Đối Sắc Cảnh Giới, Ngài chỉ nêu lên có bốn, tức là sắc, thinh, khí, vị. Và cảnh xúc là nó nằm chung ở trên với đất, nước, lửa, gió. Cho nên không có kể vào thứ lớp ở đây. Còn cái nhóm sắc thứ tư gọi là sắc giới tính, gọi là pha quá rupa, là cái sắc tố biểu hiện thành giống đực hay giống cái, như là biểu hiện căn linga, biểu hiện tướng nimitta, dáng kota, cử chỉ akapa. Có hai thứ sắc giới tính. Là sắc nữ quyền, itindriya, là sắc nam quyền. Ở trong thanh tịnh đạo thì Ngài dùng cái tiếng gọi sắc nữ quyền, sắc nam quyền, nhưng mà Ngài chưa thích cá. Vì giáo thọ môn Abhidhamma, thầy của Ngài Hòa Thượng Trên Sự, thì Ngài xài cái từ sắc trạng thái nữ, sắc trạng thái nam, Ittipha và Bhumapha quá. Sắc nữ quyền ở đây là sắc hiện bài căn, tướng, dáng, cử chỉ để biết đây là nữ hay là giống cái. Còn sắc nam quyền hay gọi là sắc trạng thái nam hay là sắc nam tính, là sắc hiện bài căn, tướng, cử chỉ để biết đây là nam hay là giống đực. Các vị nghe nói
là hiện bài căn liên gắn tướng niệm bích tám, dáng có tám và cử chỉ a cấp á. Chúng ta nghe nói như vậy chúng ta sẽ không hiểu. Chúng tôi nói thêm cái chỗ này một chút. Cái này là ở trong bộ Thomas Sangani có giải thích. Do nghiệp có tạo ra cái sắc nam tính, sắc nữ tính hay là sắc giới tính, sắc giới tính nam, sắc giới tính nữ, do nghiệp tạo. Mà làm sao mà biết được là sắc giới tính nam, sắc giới tính nữ? Trước nhất do cái sắc nghiệp nó hiện bày ra cái linh giác. Chúng ta nói thẳng, chúng tôi nói thẳng để cho các vị hiểu là cái bộ phận sinh đó là linh giác. Rồi tướng niệm bích tám, ở đây cái sắc nghiệp giới tính nó hiện bày ra tướng. Nam tướng thì cái tướng mạnh mẽ, vây u thịt bắp. Còn tướng nữ nó hiện bày ra như bất tá, là tướng tướng nữ thì như là tròn trịa hay là yếu điệu vân vân. Còn trình bày ra cái dáng, nó biểu hiện ra cái dáng gọi là cốt tá. Ở đây cái dáng của người nam là mạnh mẽ, đi đứng tay chân mạnh mẽ. Còn người nữ thì cái dáng yếu điệu mềm mại, còn nó hiện bày ra cử chỉ a cấp bá. Thì người ta có cái cử chỉ thô, còn cái cử chỉ của người nữ thì cái gì cũng nhẹ nhàng. Ngay cả khi ăn cũng vậy, người nam họ ăn sầm sọc vậy, ăn mạnh lắm, nhai nổi xương hàm luôn á. Còn người nữ thì họ ăn nhẹ nhàng, cho nên người ta có câu là nam thực như hổ, nữ thực như miêu, là gì? Chỉ cho cái cử chỉ giữa nam nữ do hai cái tính khác nhau. Thì cái sắc tính hay là sắc giới tính thì nó có hai như vậy, tức là giới tính nam và giới tính nữ. Nó luôn luôn cái sắc nghiệp giới tính là nó biểu hiện ra ở bốn khía cạnh ở trong bộ Thomas Sangani trình bày là liên gác căn, nam căn nữ căn, rồi tướng niệm bích tám, rồi dáng dáng điệu và cú tá và cử chỉ a cấp á. Người ta nhìn vào cái tướng, cái dáng điệu, cái cử chỉ là người ta biết đó là người nam hay người nữ rồi, đó giới sắc nghiệp. Hôm nay chúng ta chỉ học tới đây thôi. Các vị
cô có vị nào ở trong rừng như cô Nhật Quỳnh đó đánh dấu dùm cho cái chỗ chúng ta đã học hết, đã học xong cái phần sắc y sinh thuộc sắc giới tính. Tuần sau chúng ta sẽ học về sắc ngạn quyền, bắt đầu từ sắc ngạn quyền. Thì hôm nay chúng ta học về sắc quẩn chỉ có vừa thôi. Bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quan Thế Âm phước báo cho rừng rồi chúng ta qua rừng lớp Phật Pháp. Nam mô Bổn Thầy. Tu sắp bấm mang lăng ra khăn tu sắp bê đê vô tân sắp bấm bù tà nữ phá vê nữ sà đà sơ thi vong văn chú tê và vô tu sắp bấm mang lăng ra khăn tu sắp bê đê vô tân sắp bấm hàm mà nữ phá vê nữ sà đà sơ thi vong văn chú tê và vô tu sắp bấm mang lăng ra khăn tu sắp bê đê vô tân sắp bấm sang khá nữ phá vê nữ sà đà sơ thi vong văn chú tê. Tất cả phương pháp hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.